top 10 lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. 1. Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc. 2. Vladimir Putin, Tổng thống Nga. 3. Elon Musk, CEO Tesla. 4. Joe Biden, Tổng thống Mỹ. 5. Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway. 6. Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft. 7. Mohammed bin Salman Al Saud, Hoàng tử Ả Rập Xê Út. 8. Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ. 9. Larry Page, nhà sáng lập Google. 10. Jeff Bezos, ông chủ Amazon.